cái bấm điện thoại rồi thử là ok liền, còn nếu không tôi bấm về. À, 5 giờ sáng chủ nhật, 5 giờ sáng ngày mai á là tất nhiên chị bấm điện thoại là tôi tới Đài Loan, là tôi đang ở Đài Loan. Nhanh ha. Ừ. Đó, giờ trước nha. Bao nhiêu tiền xe, tiền cước? À, vé như người là 3,6 triệu hoặc 3,7 triệu gì đó. Mấy phòng này cái xa lại nữa. Không, xa lại nữa hả? Vậy nó dòng to hả? Nhỏ, nhỏ. Quá trời đồ vẫn đang hả? Xong về đây đội đi mua cho. Đi siêu thị ở đây nhiều đồ lắm luôn. Đập nha. Không được, không được nhảy nữa. Con biết nhảy không? Dạ không, không biết. Đi tham gia thôi. Con hồi nhỏ mà nhảy thôi, chết cười. Con hết.
Cái quẹt nó lây được. Ôi. Nó cháy chưa bi? Đốt lại đi. Cái tôm hấp luôn. Tôm hấp. Còn xíu các bạn. Chả ram nữa đi. Còn xíu các bạn. Gần đây đó. Để đi xem mấy nè. Nó ba video. Dạ. Ừ. Kể đi dân. Trơn á mẹ. Và bữa nay của cái nhà này bự hơn cái nhà cũ rồi nha. Dạ. Ủa, ăn ngon dữ em. Cá nè. Đi đây lá giang hả? Bữa uống được 2 chén không? Vậy là ngon hả? Chiều 4 giờ chiều thì mới về nhà đây mà. Tại vào đặt giờ lúc nào cũng mới vào. Về tối qua. Đâu có phải. Mua lại trên nó. Xong sáng. 2 giờ chiều mới về. Đến giờ mình nói. Con. 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 Con.
bán nửa cái thịt con. Đây. Có thịt trộn. Có thịt trộn hả? Quá ta cho đặt rồi quá. Hả? Ghê. Lần lấy con hậu huệ gì đó hả? Lần lấy con gì vậy kêu mầm non hả? Mấy con này là nhân vợ nó rồi anh nó rồi bằng thằng trí rồi này chưa nó đầu xương hàm nụ bể chạy bể xương đây rồi bên nó xe đây. À, đi lên xe đi lên xe. Lấy đi 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 lên xe về nhà cho về nhà chơi với fly cam nha. Đấy đi đi lên nha. Bây giờ hôm nay đi sống luôn. Bây giờ được.
lai hai cắn gì cắn trái và cắn phải. Ăn như con sáng đi ăn gì rồi? Ờ, à, cơm hả? Ừ. Bây giờ phải ăn thêm đi. Không, kể đấy. Ngã là ai? Anh nghĩ sẽ chụp gà nước cơm lam mà cơm lam chân ra gà ăn hết rồi. Ờ, cơm thấy gà ăn chả. Gà nó mưa thì teo lại thôi. Mưa thì chờ cơm ống thôi. Lấy cơm ra bé. Mấy chú cần thì chưa mang ra nấu từ từ. Phải trang trí rồi. Sao gà gà bỏ không à? Ông mà quá. Chị thế gì chị chứ nhà này sáng gà chưa gà tối gà chưa gà. Em ăn đổ mất cái chén chị giàu rồi. Cho chén nữa đi con. Đấy là cái chén này nó còn bị đổ mất một chén rồi. Cho em thêm một chén xì dầu thôi là không thể. Không, cho em nhỏ cái chén. Bỏ cho cháu được mấy cái chén đây. Bảo sao đũa đi bảo. Ok. Bỏ qua chỗ bác ba đi. Đi đó phải chén thì đổ chai cho cái to. Đây 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 đây, đang tiền chiếc đó này. Để sang bên này cho. Đây. Cho anh thịt đi, anh cũng nhiều gì 12, 18 5, 6, 3, 30 tục. Em biết cái này gì hả? Đi vô đi, đi vô chập này. Bỏ gì xuống rồi. Đây, bỏ con vỏ ra, sao nó rộng ra rồi. Cha mẹ nói vậy là cũng tầm bậy. Cha mẹ nó mà làm thôn trưởng á. Nó mới nói mày làm thôn trưởng mà cán bộ nhà nước mà anh nói mày ngu như bò vậy. Con dạy cái ma chứ tự nhiên cũng đời. Anh chỗ đi cấp tiền người nhà rõ ràng thì muốn đền. Sau rồi nó cũng đền, nó xin, nó nói tôi xin. Mình đi cho nó chứ đủ.
trước bữa sau á, con bò canh chỉ có mà nó leo lên cây em điện anh nè, ông bà ông bắt được hai thằng cục dưới gốc cây luôn, đâu nói chừng sau cục nó tầm 2 tiếng rồi cái thả thằng nè, nó kêu cha mẹ kia tới, cái cha mẹ nó mang gà với mang gà rồi xuống đây chưa có cái tiệm bán máy vi tính gì đây, con hay lên mua đồ này về rồi 250 muốn ăn cũng được, 450 ăn cũng được. Nó ghiền món này nè, lâu lâu phải làm ăn. Mà mấy làm cho mấy đứa nhỏ bệnh ăn rồi nó ghiền luôn nè. Không ngoài chợ đâu có đâu. Không ngoài chợ đâu có cái món này đâu. Nhiều khi mình có cái gì để sụp sịch thì nắng lại rồi nhá. Em bớt thương rồi không?
chua cho chết, ai hỏi mình gì em cho chất nhiều. Mày gà mỗi bàn con hả? Không, bàn à. Cái này em chặt xong rồi em khé, em chiên vàng vàng lên xong rồi em khén chua ngọt cho mấy đứa nhỏ ăn, người lớn người ta cũng ăn. Đấy, chị cái đây bàn vậy thấy chưa? Cái gì không làm mà thật quá thôi, giặt cho rồi. Tôi ở nhà nó ngon gấp 10 lần ngoài đi. Thấy sợ mình không có thời gian nấu. Thời gian ai chơi không mình làm gì, thực tập đi. Nhà Nam đây này làm muốn thấy ở ngoài ai làm được vậy. Ở ngoài nó bầm 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 nó bỏ đi. Tình hình này gần xong rồi, anh ba cũng yên tâm. Phải mua bia, mua ấy nữa. Không, để lấy đó là đưa tiền riêng, còn cái tiền kia tiền đồ ăn riêng á. Em này con ai đấy? Con Vương mà. Không phải hả? Con Vũ hả? Ờ. Hả? Không bổ. Anh Bin đó. Anh Bin đó. Anh Bin. À, anh coi. Anh coi. Anh coi đi đâu rồi? Hả? Đậu phải đâu? Tao không coi đâu. Đâu anh còi đâu đường mà lan đâu phải anh đâu phải anh còi anh còi sao ôm nhát vậy phải không phải với ai nữa nó hơi bự á hồi xưa nói với ông Bảo là một cỡ mà sao bây giờ mà sao chú bé kìa nếu là Bảo
24 là còn đây đúng không? 24, 23, 24 là còn trước đây. Đây, còn đây. Không rồi. Còn mà đi gì à sao chứ? Vợ vợ là phải nhớ nhớ rõ. Không mệt quá. Từ quán nhỏ ra tháng lâu rồi. Đúng 2 năm mà nó muốn xuống mà. Lúc tao bán quán là ngoài gì. Đi cái này ở quán không có đâu nha. Không anh về mấy cái món này. Tắm mắm nêm. Không, anh nói giờ quán không có là tào lao á. Ở trong làng là cái này. Làm chén đi đó. Dạ dạ. Món tủ. Món tủ đây đây. Trong làng món này không có nè. Dạ. Ăn đi để con ăn nè. Trong làng để con tự lo. Ăn đi bố. Được rồi rồi. Con ăn cơm ơi. Hả? Con cơm ăn bún. Đi. Bánh tráng rồi đấy, rồi này để ngồi cái tráng đấy. Bạn ăn gì? Dạ. Ăn gì rồi mới ra? Để không? Bánh tráng. Hả? Bánh tráng. Uống nước hả? Không, bánh tráng. Ăn bánh tráng. Bánh tráng, bánh tráng, ok, bánh tráng. Ừ. Đó. Đây, đây, mỏi. Đây, đây. Ăn tráng đi. Dạ. Này. Anh đi với mẹ mẹ cái gì? Muốn có ăn đòn không? Không ăn cơm, có ăn đòn không? Không ăn đòn luôn hả?
hết quẹt đó, cái quẹt đó lấy được. Nó cháy chưa bé? Đốt lại đi. Là mình đã chở quá sức rồi, không lột bạc lột đồ câu vững rồi đây là sao luôn. Xe máy á. Đó nó chắc coi liền. Cái gì vậy? Ui trời, ở đâu ra cái sổ khẩu mà cái này là mấy ai? Ơ mày sửa bị sửa. Rồi cắt bỏ rồi chị. Nè, chia ra hết rồi. Phải đây. Giờ nó đâu dùng ở đấy nữa. Để photo để làm. Để làm cho mình nó hỏi nè. Ủa tại sao mà thì mấy năm mới làm cho mình vậy? Ở đây này, có ở Việt Nam đâu được làm. Vậy bây giờ anh về anh làm hả? Mới làm hồi chiều ở trên bưu điện nè. Nhưng mà vậy hồi tháng hẹn làm nào không? Nhưng mà không có tính được. Nó biết sớm muộn, anh Đạt nó biết sớm muộn là sao? Chờ, chờ nó qua buổi chiều. Đâu, anh Đạt biết không? Hồi nãy em vô bán cà phê. Hy vọng luôn. Cười gì chỗ cà phê này. Hy vọng đồng bào nó cũng phản đất, nó cũng trồng sầu riêng mà. Một cái sầu riêng có được 3 năm. Nó cỡ tầm 2 mét. Trồng như mấy nó ăn thua đó. Sầu riêng có được 3 năm màu tàn tán và xung xuê. Rồi bạc. Ê chỉ có một cái này. Ê là lừa đảo hả? Con bé lớn. Không sao mà lừa đảo được hả? Mình bán cái giá trị của tương lai chứ. Lừa đảo được hả? Vậy nó mấy đứa? Ba đứa hả? Hai đứa. Hai đứa. Hai đứa gái hả? Đây là hai đứa gái. Nó khi nó bây giờ xuống. Bỏ nước gì? Gì? Có bia vậy mà nãy giờ ông chịu bưng bia vô. Hả? Rồi con xin vô. Chắc con thôi con vui đi. Nha. À, ông Phi nói cho con vui rồi. Để con nghiên cứu coi. Rồi con nghiên cứu đi. Đục cái lỗ dưới này nè. Lấy cái dao không? Đó, nãy giờ nó nhìn rồi nó biết rồi. Mẹ đóng nước cho con chưa? Nó tìm chỗ liền đàng hoàng. Cái gì Phi? Thử uống được không? Một lon uống thử rồi. Cái gì nó nhục tôi luôn. Đây đây. Rồi. Còn bố hương á, bố hương bố ấy là số mình không tới thì nó chèm ngồi sở quyền rôn không làm như thế gì hả bia nó đủ rồi thay ba một bộ nói để cho anh về đi về luôn
anh đi rồi, chắc anh đi rồi đó. Nó đang về nó ở quê mà. Tôm hả? Đây đây, dưới cái chỗ đây rất là đẹp á. Bữa con đi chạy á, xong con gặp chị chút mà con nhìn giá. Buồn lắm, có buồn luôn hả? Nhiều lúc đứng cái quả kia, người ta nói với quả thằng này con ai chứ phải con Mương đâu. Là mình thấy là nó nhột nhột rồi đó. Mà nói chung là mình nhìn lại là mấy ông bác của nó với lại mấy ông phía bên bà ngoại bà đồ phía bên ấy là phía bên nhà ngoại mình đó là mình cũng có người cao trong cái mình cao với tí cao cậu nhà mình cao nữa là giống ở ngoài to cao như nhà mình ba đứa cao ba đứa luôn ơi. Không, tí bây giờ cái bụng nó chắc cũng mấy tháng rồi, 9 tháng rồi. Bữa nay đỡ bớt anh, bữa 92 ký mà, 92 ký, 95 ký. Thấy thanh niên mà sao mà bụng dữ vậy, bụng. Nặng lắm, nó nghe, nó nghe mà chịu thôi. Nó sấy vậy, sấy cà phê hả? Dạ, sấy tiêu. U, ra tiêu dữ vậy. Còn con bé... Đây là một hộp nữa. Em bé này là không phải ở trong làng tập rồi nè. Trắng bum gì rồi, mập mạp kiểu này là không phải ở trong làng tập rồi nè. Em bé tên gì? Tên gì? Ngân hả? Mấy tuổi? Hả? 11 tuổi vậy là học lớp 5 hả? Ừ. Lớp 5 hay lớp 6? Lớp 5 mà em học lớp 5 á. Ừ. Lớp 6 12 tuổi. Đó, lớp 6 11 thì 12 tuổi. Uh-huh. Maybe next year em lớp 6 rồi. Năm tới là lớp mấy? Năm tới lớp 5. Uh-huh. Lớp 5 là 10 tuổi thì 11 tuổi, lớp 6 là 11 tuổi. Uh-huh. Lớp 7 là 12 thì 13 tuổi. Uh-huh. Dạ, em lớp 8 là 14 tuổi. Dạ, 14 tuổi, 13 tuổi. Uh-huh. Ở Mỹ là nhìn thấy mấy người này luôn. Đi về mùa đây á, nếu mà đi về mùa này nắng nắng là à? Ở lên vùng khác đẹp lắm. Nếu mà anh về mình lên về khoảng tháng 9, tháng 10 á, là giờ đó là nó nắng rồi. Mà giờ đó thì mới đang đi học anh về được. Về mùa hè. Rồi mình muốn ra lớn rồi có chồng rồi về mùa mình tự lập rồi là mình muốn về lúc nào mình về. Có chồng. Ừ, có chồng nhớ. Mẹ đi tu. Bên đó có chồng trẻ lắm ha Bibi ha. Là giống chị Hai đó, chị Hai bây giờ hai mấy rồi. Con đi 23 tuổi. 23 tuổi. Tiền quá chị anh ít nhiều tiền. Lùng không có đẹp trai. Không lùng không đẹp trai. Dạ dạ. Vì không có nước nữa không? Còn nước này bên nè. Cái này lúa thì lúa. Đó, cũng chơi vậy không? Cũng ăn này với nhau không có xuyên nhục nhau không là sao đây? Anh Đạt. Ừ. Cái này sao? Cũng với dòng họ anh em hết nhau mà có xuyên nhục nhau là sao? Nó luôn mà trẻ nó đi nó đã buồn rồi mà còn xuyên nhục quá nữa. Chắc mình bỏ cái này mình đi quá. Ê, có biết buồn luôn hả? Ờ. Tao đứng với thằng phòng của tao là thằng thấy. Ron. Anh sao chơi mình nữa?
mấy cái mùi bì bóng nó độc hại lắm nha, đừng có hít vô á. Kêu nó đi vô nó giặt què tay, cái tay què rồi. Ron ra đứng kìa đó để bắt nạt qua vô luôn. Đi, bê đi ra đi bê. Dụp đại trong đó đi. Bà dụp. Ủa biết coi coi cây me nè. Cây me đó. Cái này chua đó, bây try đi. Chút xíu thôi, chút xíu thôi. Chút xíu rồi mình nhả ra. Sao đâu? Ừ. Nó chua. Nó chua đó. À, này mai mốt nó lớn rồi nó mới ngọt. Bây giờ nó còn nhỏ. Bị hái nữa không bà hái nha? No. Yeah, nó chua. Yeah, nó bự kìa. Yeah, mấy cái me đó nó organic đó bìa. Chui. Như cái sồi đó. Đi ra, hôi lắm. Muốn đi ra cái hửi đó bệnh á, đi ra, đi ra. Bị muốn ra thết con bò hả? Bà dẫn đi. Ừ. Sao khi bà dẫn đi, nó cột rồi, nó không có cắn nó bị đâu. No, nó chỉ hôi thôi. Bị khó cái người ta đốt mấy cái bị á. Mấy cái plastic bag. Alo con bò. Mưa. Ủa, đây còn nước. Biết chán ăn không? Tắm này chán ăn đi. Nó sợ mình nè. Nó sợ mình, con sợ nó. Alo con bò. Cow. Sure. No. Ác nó mập lắc cái gì. Cái nó giống như cái radio.
lầy lầy người ta nói something something cho mình biết rồi đó. Sao Là có lầy? Nó giống như lầy sáng là nó nói giống như là cái news cái news nó có cái something. Old school hả? Tưởng ra chị trong kia phim. Nó cái này nó nói cho mình ấy. Tôi tưởng là mấy thằng đang chụp hình với chị đang coi thử. Cùng gì? Giống như Harry là gì? 9 tuổi với lại 13 tuổi. 13 tuổi. Ừ. Mấy năm nữa không? Đây 13 tuổi. Quả gió sao anh đạt luôn qua mỗi đứa một chút đi. Nè có bán bia mày này đâu. Tranh thủ chạy về đi rồi làm như làm cái gì anh tiếng là nói cái gì nhanh nhất là được. Không đừng có điện gì. Đừng có gà qué hết, ăn mấy đồ khô thôi, không cần gà vịt gì đâu, nhậu mấy món khô khô được rồi. Ấy là anh Vũ điện cho bà Hiền bà Lan chứ. Chơi 15 cây. Đâu, tao quát tao vừa mày đó. Năm 4 đi mày. Năm 2 nhớ tập tập. Năm 4. Vừa nay mùa này. Ai cũng mập. Đâu, nước đập chứ hả? Cái này là nước ở bên nhà má. Ở từ trên núi xuống. Trên núi xuống. Chứ phải đập bốn ai qua nè. Đúng không? Trên núi kìa. Đập là cái mương kia. Đập cái mương đủ rồi. Đập chi rồi, khiếp vậy. Như giấc mà nó không được 50 đó. Đây không? Lúc ở trên như mà quá chị mà nằm lâu không lấy đâu ra. Chị là cái buông đây nè. Chị không cái buông á. Đây nè, nước buông sao nữa. Trên như buông á. Ồ không, cái con lên 53. Cái con lên bị nhiều. Con bị non. Con bị nhiều không chị? Con bị nhiều hả? Con lên bị nhiêu ký hả? Một ký, một ký thôi. Ý là mua hay bán đây? Bán không? Trời con mà bị nhiều em nói, ủa chứ sao mà nhiều dữ. Không dám bả bây giờ. Bỏ cái chân lên. Chết với tôi liền. 78 kg. Anh để ra để cho em thể hiện sự quan tâm chăm sóc. Rồi bỏ chân lên. Bao nhiêu ký? À hồi nãy có 78 mà nhậu cái lên 79 đấy. Đâu đâu thì kiếm lên chứ. Đâu lên đây để tao kiếm. Thế thì chủ ba tâm chồng con ấy. Đi sửa thiện chủ ba tâm chồng con. 74 ạ. Không á, 74 cái rưỡi. Không, 74 cái chân. Chân ta kẹp với chân tay. Lại thử. 74 cái rưỡi. Chân kẹp với chân lại. Không, 74 cái rưỡi. Chủ ba tâm của đi có lấy cái rưỡi nữa. Bỏ tay ra. Mày em nói 71 mà. Mình nói 74 vậy thôi. Mình bò lỗ chết rồi. Happy. Đá có mấy con bò bên đá kìa. Này là Ngô Thị Kim Cúc đấy hả? Dạ đúng rồi. Biết trên Facebook không à? Chưa gặp mặt ở ngoài bao giờ? Dạ. Mời anh đời cho nhà chắc.
cho đi, em đi điện cho anh Vũ, đưa điện thoại về điện anh Vũ. Đi hả chị? Ông kêu là đi, ông đi ra vô rồi, đường đó, đường đen đó. Sao mỏi đau vậy? Để biết ăn chuối, cái này. Cái này chuối. Chị nó đẩy không? Không, nó đẩy đi. Nó đẩy cho ăn chuối đi. Gần không? Gần. Đó, vậy đi bỏ đi. Đi bộ ra đây chị. Ừ. Để đi em ba đó, để em nấu cơm rồi ở lại ăn. Để em coi thử. Cái này chuối gì? Dạ, không, chuối kia có không? Chuối có. Chuối này nè. Có đó, chuối đủ thứ loại chuối không? Giờ rải hai ổi đi, ổi ở đây chín không? Đó, con cái này con chó đi. Nói trước gì hết. Không, đi bất ngờ không à, không nói trước gì đâu. Nãy nãy bên Vương cũng vậy đó. Đang đốt cái bì bên kia. Lấy anh cái chuối này. Chuối này. Ừ. Qua wow, em bé này em bữa lên phải không? Em chú này hay chú này? Không, chú móc. Ừ. Xí bán cho nhi mấy bùng này đi nha. Cho bà nội. Nè biết. Để anh điện cho cái bà gì đó. Lột cho bà. Em bé này hơi giống không ở làng tập chỗ nào trắng trắng bum luôn. Hai em bé này. Ừ. Hai em bé này. Hai em bé nhà Hà Vương với đen. Hai em bé nhà trắng móc. Lấy ghế thôi đi ngồi tại đi. Đi đi quất ra với ba. Hả? Không, nó mang đâu. Nói tiếng local á, mình không có hiểu đâu. Ba cũng không hiểu luôn. Dạ hả? Ừ. Giống như hợp mông Thái đó. Dạ hả? Ừ. Ở đây thôi hả? Ừ. Nè, bây giờ ở đây nó có cái kia. Xíu là tới đó cái quán đó, nhà xây đó.
chắc đi kiểu này đợt tới về phải kiếm xe bán tải đi quá. Bà con trồng rừng rú xuống đi rồi, xuống rồi gửi đơn vị. Đi bộ được không? Ủa đi đường nào? Chết mẹ. Ồ đi được không vậy? Chắc được chứ, xe này hai cầu mà. Off road. Không, không sao, có xe em vừa nhà kia. Trong này nó vui không Vi? Nó có nhiều người đây. Đó, đi Tây Bắc rồi giống vậy đó. Tha đồ cho ấy mỗi chiếc. Nhìn thấy là hai đường này nó đều về đường này này trăm này. Ừ. Cái đường này đi từ nhà ông Tùng cũ vô á. Dừng lại. Dừng lại làm gì? Còn ăn gì? Ăn mì tôm. Chúc bên 50 mấy subscriber đó không giảm đâu nha. Việc ra mở tiệc luôn. Mày quay đâu mà đẹp quá vậy. Đấy, bên Mỹ á. Bên Mỹ là có cái đào đâu ra đó. Mấy kiểu này. Ở đâu? Mình có đâu? Có muối kìa. Bên nhậu không Bin? Nhậu không? Không. Sao vậy? Xỉn rồi hả? Bụng nóng quá nó cầm được nha. Nóng nha. Nóng, nóng. Cái này nè. Ừ. Tôi muốn trèo lên. No. Nó cầm cho ba trèo lên. Ba trèo lên. Đi đi đi. Ơi chụp chụp. Yeah.
nhậu say mà nhậu ơi. Tắc hả? Mà đem đồ nó kia bán mày cái rượu Thơm thơm nức mũi rồi. Nghe này dài quá. Xào quá. Dài như vậy đó. Ủa, tóc này tóc đen hả? Tóc đỏ dạ do khò nó lên. Tóc này tóc rừng như thế nào. Cái này sao bắt được nó tóc bắn hả? Bắn. Ná súng. Nghe có súng còn có. Được, có em đó. Không đỏ. Không, mình uống với bạn là thằng tình chứ không có đổ đâu. Con hả?
Có. Mày chưa chồng vậy sao mày chưa hiểu á. Nguyên luôn cân ấp trơn tao là 5 rồi. Tao là thằng 2 rồi. Không, quá nhiều với tao nó biết. Con diễn với nhiêu. Con diễn với nhiêu. Nó tao leo lắm. Nó phải là. Không biết địa chỉ đâu. Không, bây giờ để hạ đóng tên đi. Con hiện nhớ ai không? Ê, chú cho tôi xin tấm đạo gửi cho tôi đi. Không, mình làm video. Ê, đây chụp cho. Ê, chụp được, chụp được. Mẹ đi chụp con không? Mẹ vô nghe nhớ ai? Không, để cho hiểu á, đóng tên đi. Bây giờ hả nhớ tên ai nè? Hảo từ đóng tên nha. Không, bây giờ bà ráng nhìn mày nhớ đi. Đố bà nhớ được. Ai cũng bắt cặp hết rồi, hai đứa mình đây. Mới đại mà thờ thầy vô rồi bóc đại. Nếu nha. Có gì hú tôi vậy thôi. Vậy nó đóng cái mùi thuốc đâu. Nếu ba cha hú nha. Nó hú vậy chịu lẽ đi coi. Nha. Ok. Hết nha, chăm nha. Lấy đường mới đi, vô bạc. Không bao giờ, tổ trưởng mà nói hai đứa này không nghe nghỉ chơi. Mai ai cần đũa? Không, tao cũng có. Vô. Dạ. 1 2 3 vô. Uống mày 2 3 cũng ly. 2 3 vô. Đây là người mới của mình, có người yêu của mình chứ không phải người mới. Chỉ là có một người yêu à. Vậy là nó có người yêu cũ em. Bình thường mà. Nó yêu em lắm. Nữa. Không thế. Mắc lại rồi, mày lựa chỗ cũng đẹp đấy. Một lần mà đi học lớp. Được. Không thề nha. Mày lựa cái thấy đốt mà mày ngồi. Ở bình thường. Nhà mình tự cháy thôi chứ không bao giờ bị đốt cháy. Một lần nó đi học lớp là dắt một con mà ba không biết. Chạy
cho em đỡ buồn cười xinh quá. Từ đây những đêm trắng tay đầy không lẽ rồi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau.
người ta mà nộp cho người ta mà biết cái gì bao nhiêu. Biết số người ta là sao? Nộp vô cái biển số này. Thứ bảy coi, tối thứ bảy coi đi. Hay thứ tư đâu coi.
trong này nè, thuốc hả? Kẹo minh khô rồi sữa nè, đấy bột trừ khoáng hả? Bột khoáng nè, không phải vừa đâu. Không có nước tủ lạnh là sao? Bỏ vô cục đá đó, sáng một cục đá bỏ vô bạch nha nè, chua nè, mà sữa hư cao cổ nè. Xa quá nó không có mát, kế không nói cho nó mát. Không. Cái này không mà mở cửa sổ hết ra cho nó thoáng à. Kín quá. Thank you.
Phòng này không có máy lạnh lắm chết. Từ phê con tường bắn nước đó không? Đâu vậy cắt lên cái hồng hoa trên phòng đó sao mà điện lên gia bảo đi cái bánh xe rồi mà kéo lục tục đi chắc rất tự đời nhau bị bể hồi lúc đi giải rồi. Thank you.
thua thì xích có ai đâu xin.
kêu về đi ăn đi. Ăn nhầm heo luôn á. Ăn luôn mới ra làm gì? Mới nhầm heo anh xin con nhiều. À mà anh giống nhiều mày. Mua nè. Dạ. Mỗi một niêu. Đây các bạn là niêu này. Còn niêu mình ăn ở Đà Nẵng là niêu tầm 7 á. Đây mới đúng là niêu này. Múc ra này. Cái giỏ cho lên. Này để làm chợ rất ra đây. Xin chào rất nổi đi nha. Tôi sẽ ra nhìn. Cháo bò.
mình ngồi luôn. Chả quá đúng rồi. Không mình ngồi luôn. Kẹp đường tay lại chưa? Appa. Appa ơi. Appa, Appa xin kiểu. Appa xin cái tay bên đây nè. Nổ chết không? Bom mà không nổ, chưa nó nổ. Đấy, được cá đấy, rót nhiều rót. Hết cá rồi. Bây giờ hai người bố, 42 cá trước đi. 42 cá đi. 42 cá trước đi. Quen mà cặp gì? Nãy mà thấy mà hồi vậy chứ. Uống hết rồi nó lỡ cỡ bỏ nó uống. Má nước mắm này, nước mắm này chắc ớt bỏ vô, gai tinh thiệt chứ. Nó vậy. Ủa nó luôn ấy. Nó xem. Biết là xem. Xem nhiều quá đó. Ủa còn làm điện xuống anh Thiếu? À. Phúc anh. Ờ. Nãy rủ tới anh đi nhậu à. Cơm trời. Ngồi ăn cơm thôi. Con ngồi có nhà nào gọi anh món này chấm mắm đêm nhỉ? Ừ. Cho ăn đi, vô ngồi đi. Mua đâu lại đây mẹ bói con đâu rồi? Đâu rồi?
Phi lấy cái đó làm cái gì vậy? Thank you.
nỗi buồn dâng thẳng gần ly cà phê như lưu luyến đó là đêm điều cầu ở cao nguyên còn đó thắm được trên đôi môi ở cao nguyên còn biết thời mây xa xôi anh mang em trên mùa xuân đang về khói thương quanh quanh ly cà phê cái này ba whisk ba đem được qua Mỹ ba chầm luôn. Đây dĩa đây nó hấp dẫn à, không hột đó nó có nhưng mà nó ít chứ không phải là giống như mấy cái ổi bình thường em ơi. Cái này mẹ ghiền nó bìa chú chỉ thôi. Ô dạ, chỉ ở nó chỉ ăn đang cái gì mà ăn nào mà Mỹ á. Chị Phương chị ăn chú ép có một đứa chân đậm nè đi có chừng thôi chứ nếu mình là mua đồ đạc dục hết mà đồ mặc là dục hết nè đồ ăn mà đồ bẩn dục hết không nhiều không giờ mới có duyên á giờ nay nha hả nó không có mắt à nát thử mấy trái thủ đi nắm nít lên mà mệt nắm ngoài đâu nắm trong nè nắm nó hư hết chứ nhưng mà nắm khô nó khác nắm ướt nó khác đủ loại nắm vẫn là có hai đứa đó hả Dạ, nó nhăn. Quá nó rồi mà. Đỡ rồi, bút nó hiểu gì. Có bụi. Hả bê. Nó nhăn. Kẹo gốc. Đem lấy cái ra. Lấy ra đi xả ra. Ok. Quá tuyệt vời. Các bạn đang sạc pin này, hai cục pin đây rồi. Để chút sạc xong rồi quá. Con heo em nó phải đi từ mấy ngày rồi. Bữa giờ ngày ngày qua nó chi em bắt cũng được luôn à. Cứ rồi chụp test cái tay này. Do chụp chân sâu mà không được. Chụp mà ôm cái người nó dễ mạnh quá nó bung nó bay ra. Đó hả? Ba mấy cái mà. Tôi bỏ cái này xuống bên dưới này. Chỗ này là chỗ ăn nhậu nè ha. Có coi clip và tác hại của bia mà pha với rượu chưa? Chị không biết đâu.
Cái này chó vịt hay chó gà vậy? Vịt gà luôn. Ừ. Heo. Chó luôn hả? Chó luôn. Ừ. Nói vậy? Nhi đâu? Về bên kia. Được chưa? Anh này thoáng quá. Hả? Thì trồng đủ thứ cây á. Cái này phải chăm từ lúc mà ra bông rồi. Ra bông là bắt đầu chăm. Xong rồi đó thì cái thay bà con là làm cái tép hết. Anh giờ chứ anh đạt rồi lên anh thương tiêu lên nè. Đó rồi. Chồng bạn lắm. Có bên nhà làng nó trồng dùng một luống cao lên hả? Xong rồi nó mới trồng. Tí sẽ coi con vịt không? Cái này cũng là hàng xuất khẩu nè. Cái kia là hàng thường. Nhưng mà tính ra cái màu thì cái này đẹp mà ai không ngon bằng này. Dạ, cái hộp. Mẹ bảo mẹ.
Phi có cái áo này đẹp vậy em Phi. Đi chào à, kêu bạn gì? Thím hả? Cô hả? Cô. Ừ, cô Lon. Ừ, cô cha. Đó. Dạ, cái này khơi sinh của ba đó. Ừ. Đi, đi vô nhà đi. Đi vô nhà đó, mới có một giấm đó thôi đó, nó chưa đi hết giường á. Sao em không thể nhìn thấy nó mà lúc à? Ừ. Em nói với anh Đạt đó, nhiều khi em thèm ăn á, anh đều anh không la em á, em hốt cho nó nghỉ cho nó mua á. Cứ ra cho đây nè. Đó, một nhóm. Đâu? Đây một nhóm nữa nè. Đâu? Đâu? Đã. Đó, nhóm đó. Sao ăn mình không thấy gì? Còn nữa. Ừ. Đúng ra phải bán thịt chó. Ở gia thôn mà ông biết nha, ông nói thật ông ơi. Ê, con đầu dê bán thịt chó đúng không? Ông biết được nói. Cái mỡ dê á xào lên cho thử đồ đàng hoàng lắm, là cái này làm món xào lăng cũng được. Bò thịt ấy. Nướng mùa nướng lấy được quả tham nên là một. Cái này bổ lắm. Con gì chứ con nhiều cũng khó chịu thôi mà đùa.
Làm con dê nó khỏe hơn làm con bò ha, sẹt sẹt cái ra hết rồi. Cái phi dụng này là hơi bị ok. Đặt ăn gì xào cho ăn trước này. Không, tới chiều tối ăn đâu được nữa. Cái nào thịt xào, cái này xào xả ớt cũng được ha. Cái này nó xào xả ớt cũng nói gì nữa. Cái xào lăng á. Đồ cao cấp mà. Con bò hay là con bò con đi con sao sao tắt được không đi sao của mẹ ơi ui này Chị là nó đã đông mất rồi. Em coi tụi nó vừa chưa đã chứ. Còn một chai nữa đây.
Happy ở xong. Gì? Lâu rồi. Happy ở xong. Ăn đi rồi. Ăn đi hả? Happy ở xong. Ăn đi. Dạ có lưỡi ra mà. Còn mà. Mày phải bỏ cho tao được 12 lon chứ mày bỏ 10 lon tao hút mày chết. Không biết gì mà ở xe quay đầu đi lái đi sót chút đi chút như thế mua xong coi bấm gì vậy nghe cái bàn này đến đâu nhỉ bao nhiêu rồi biết năm điểm là đội bạn uống hả? Ai nói? Hồi nãy ai giao đó biết? Mư hả? Đến em uống nãy là nói đồng đem mình kiếm uống được đôi hạng mà. Hết pin rồi phê. We got a lot of different options.
Ô cho mình qua này. Năm tay vô. Này có em này lạ lạ ha. Em da hăng á, chị tóc trời lắm. Còn chị là chị da gì? Chị Nhi hả? Chị Nhi hả? Chị là chị Nhi. Em là tinh hăng của con. Anh là anh tí đi học cái gì? Ủa cái bụi tre đây nó dẹp hả? Không, quay không chụp. Quay à? Đây là con gà. Đây là con gà chết đó bạn. Đây gà chết.
Ui. Thôi, ý là mình uống rồi mình đừng ở chuyên sâu quá, chứ mình đừng sâu quá. Được không? Được, tôi hỏi thiệt chứ. Ý là bây giờ tôi là làm kế toán rồi, tôi là nguyên nhân rồi, được rồi. Chuyện mới của nó, ông quen quá. Rồi. Đó là chuyện mới á. Nhưng nó được rồi, đã có. Con gà lên nướng không? Vừa nướng xong đưa lên nóng rồi. Uống cái ly to quá. Uống cái ly to đó giống như mồm nhẹ. Tại vì bạn Hiền cứ xin giấy luôn. Giá giá. Bộ bia ta. Anh nhậu nhậu để lầy lầy lên vậy chứ.